Chào mừng các bạn tới kênh trải nghiệm cùng An Khang. Hello. Chào mừng các bạn tới kênh trải nghiệm của An Khang. Bây giờ mình sẽ làm món gà nổ muối. Rồi. Đây là gừng. Mình lấy gừng nha. Để cho cái này. Mình sẽ lấy gà. Gà đây nhá. Nó lạnh quá. Bây giờ mình đã cắt khá là gần. Mình đã cắt khá là gần rồi. Bây giờ mình sẽ lấy muối. Nghe tiếng không? Nghe từ đây. Đây muối nhà mình nè, thấy không? Bây giờ mình đã bỏ gừng, mình sẽ vô cho con gà nó nằm em rồi, thấy không? Đây là con gà. Mẹ gà nguyên kẻ luôn. Mình gỡ luôn nha. Bây giờ mình sẽ chặt chân nó mấy bạn. Bây giờ mình sẽ bấm này bên đây, bấm bếp nha bạn. Bây giờ mình dùng cái thợ bưng qua nè. Bông ra mình ăn nha mấy bạn. Bông ra nó đóng nút dại rồi. Nè, này nè. Bây giờ mình sẽ nó ra rồi, con gà mình cảnh trương nè. Đúng rồi. Dạ mình dạ. Bây giờ mình sẽ chết nè nha. Các bạn chụp xuống. Để mình trốn nhau rồi nha. Ây da. Các bạn có thể thấy nó ngon không? Bây giờ mình để ý nha. Đây, mình chấm muối thử cho ăn nha. Và bây giờ chấm mình nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy đăng ký nha.